quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu. Riêng ở khu vực Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của dòng xiết gió Tây trên cao. Khoảng mạnh 16 các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Riêng ngày 14, khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Miền Bắc và miền Nam mưa nhỏ, miền Trung có nơi mưa vừa. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 24 độ, riêng ở Điện Biên và Lai Châu là từ 25 đến 28 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 100%. Ở phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ, riêng ở vùng núi có nơi từ 14 đến 16 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ, độ ẩm trong khu vực là từ 80 cho đến 95%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông đến đông nam mạnh cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 24 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Thưa quý vị và các bạn, Nghĩa Đô là xã vùng cao của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi định cư của đồng bào dân tộc Tày, Dao và Kinh. Với lợi thế địa hình có nhiều đồi núi, những năm qua, người dân xã Nghĩa Đô đã đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc như trâu, bò, ngựa. Năm nay, đầu mùa đông, rét đậm rét hại về sớm, trạm khuyến nông xã Nghĩa Đô và chính quyền xã đã có nhiều biện pháp phòng chống rét cho đại gia súc trong mỗi hộ dân. Rút kinh nghiệm những năm trước đây, năm nay ngay từ cuối tháng 9, khi cái lạnh chuẩn bị về, cán bộ khuyến nông của xã cùng chính quyền xã đã tích cực vận động tuyên truyền cho người dân tại các bản Tày lên núi đưa đàn trâu bò ngựa về nuôi và chăm sóc tại gia đình. Việc đầu tiên của các hộ dân cần làm là dựng chuồng trại vững chãi cho trâu bò. Cùng với làm chuồng trại, người dân được phổ biến về chế độ ăn uống cho gia súc cũng như về chế độ chăn thả vào những ngày rét đậm rét hại. Ngoài việc chăn thả khi về chuồng, người dân cần cho trâu bò uống thêm nước muối, ăn thân cây chuối băm trộn với cám gạo hoặc là cám ngô. Đồng thời bó những bó rựa to để cạnh gia súc nằm để chúng có thể nhai vào ban đêm. Cán bộ khuyến nông xã Nghĩa Đô cũng hướng dẫn người dân tận dụng những mảnh quần áo rách để khâu thành những bộ áo cho trâu bò vào những ngày rét đậm rét hại do sương muối. Trở lại với những thông tin dự báo thời tiết cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ và độ ẩm là từ 70 đến 80%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho đến 30 độ và độ ẩm là từ 50 đến 60%. Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Thưa quý vị và bà con, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mùa lũ năm nay rất nhỏ, mùa mưa kết thúc sớm vào giữa tháng 11 năm 2012, nên mặn sẽ xâm nhập nội đồng sớm hơn. Do đó, nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ thiếu nước tưới vào giữa và cuối vụ lúa đông xuân. Trước tình hình này, các tỉnh thành trong vùng đang gấp rút xuống giống để tránh bị hạn, mặn gây thiệt hại. Để đảm bảo an toàn sản xuất, Chi cục Thủy lợi Kiên Giang đã quyết định đóng toàn bộ 27 cống ngăn mặn nhằm đảm bảo nước ngọt cho hàng trăm ngàn hecta lúa vùng tứ giác Long Xuyên. Địa phương cũng đắp đập tạm ở các huyện vùng bán đảo Cà Mau để hạn chế đến mức thấp nhất nước mặn xâm nhập nội đồng. Tại Hậu Giang, tình hình khô hạn có khả năng xảy ra trong tháng 3 đến nửa đầu tháng 5 năm 2013. Nước mặn sẽ xâm nhập từ cuối tháng 2 đến nửa đầu tháng 5 năm 2013 và lấn sâu vào nội đồng ở các huyện Long Mỹ, Vị Thủy, thành phố Vị Thanh. Để đề phòng mặn xâm nhập gây thiệt hại đến năng suất lúa, Hậu Giang đang tập trung xuống giống sớm và triển khai ngay các phương án ngăn mặn giữ ngọt. Tại Đồng Tháp, thì một số huyện trong tỉnh đã xuống giống vụ đông xuân sớm một tháng so với mọi năm do nước lũ về kém, đạt 75% trên tổng diện tích 205.000 ha.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay của kênh VTC14. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.